cái lợi ích của người thì sản xuất cũng cao hơn, và cái chăm lo đời sống cho người lao động cũng cao hơn, và cái lợi ích của chính mình cũng cao hơn. Porque el café para mí es el patrimonio. Es el patrimonio mío, es el patrimonio de mi comunidad.